Đây là tàu SNT1 200 năm sau cùng với tàu đội tàu SNT1. Đây là những nội tắc trong to xem thế hệ mới. Đây, bột giữa rất hiện đại đúng không? Nhà vệ sinh. Đây là giường. Đây, mấy phòng giường đây. Mấy phòng giường hiện tại. Wow. Nhìn sang trọng phòng mấy bạn. Đây là lần đầu tiên tôi mới được lên tàu này. Đúng là cảm giác nếu như đi một trận chiến dài thì tôi nghĩ là sẽ. Đây là không xin được bảo vệ rồi, lên đây quay quay để quảng cáo tàu. Không được ăn cắp cái gì.